Kính chào quý thính giả đã quay trở lại với chương trình radio Lắng Động Đêm Về phát sóng vào 21 giờ hàng ngày. Quý thính giả thân mến, với nỗ lực truyền tải những nội dung văn hóa truyền thống được lưu truyền từ ngàn năm, đề cao các giá trị đạo lý nhân sinh, tín ngưỡng đối với thần Phật, Lắng Động Đêm Về hy vọng quý thính giả có những phút giây chiêm nghiệm sâu lắng sau mỗi ngày làm việc bận rộn. Quý vị thân mến, một số người cho rằng muốn xem một người có ưu tú hay không, hãy nhìn xem họ có thói quen làm gì lúc rảnh rỗi. Quả thật, có những người luôn rất bận rộn bởi khoảng thời gian trống khi ngồi trên xe, khi chờ đợi đều được họ tận dụng để đọc, suy tưởng và sáng tạo. Nhưng cũng có những người cả ngày không làm gì, lãng phí rất nhiều thời gian. Họ đều là những người không biết rằng rảnh rỗi hoàn toàn không phải là phúc khí của đời người. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe và chiêm nghiệm chương trình hôm nay của Lắng Động Đêm Về qua radio có tựa đề Cách nhanh nhất để hủy hoại một người là khiến họ nhàn rỗi. Cách nhanh nhất để hủy hoại một người là khiến họ nhàn rỗi. Một số người cho rằng muốn xem một người có ưu tú hay không, hãy nhìn xem họ làm gì lúc rảnh rỗi. Trên đời này có những người rất bận rộn. Họ tận dụng khoảng thời gian trống khi ngồi trên xe, khi chờ đợi, vân vân, để đọc sách, suy tưởng, sáng tạo. Nhưng cũng có người cả ngày không làm gì, lãng phí rất nhiều thời gian. Rảnh rỗi không phải là phúc khí của một người. Ngược lại, cách hủy hoại một người nhanh nhất là khiến họ nhàn rỗi. Như tiểu thuyết gia Romain Rolland từng nói, gánh nặng lớn nhất trong cuộc sống không phải là công việc, mà là sự nhàm chán. Nhàn cư vì bất thiện. Có một cô gái sau khi tốt nghiệp đại học, với học vấn cao, cô liền xin được vào một tập đoàn lớn. Cô cho rằng mọi chuyện từ nay là yên ổn. Mỗi ngày sau khi hoàn thành công tác về nhà, cô tìm cho mình những thú vui giải trí. Nhưng bên cạnh cô có người đồng nghiệp, sau khi tan làm, lại chăm chỉ, nghiên cứu, học bổ túc. Cô ấy thường coi thường, cho rằng đồng nghiệp không bằng mình, cố gắng thế nào cũng không nên chuyện. Mặc dù mỗi ngày hai người đều thực hiện các công việc giống nhau, nhưng khi sóng gió đến mới biết được ai là người vững vàng hơn. Sau 5 năm, dưới áp lực cạnh tranh, công ty buộc phải cải tổ, cắt giảm nhân sự. Cô gái rất bất ngờ vì một người trình độ học vấn cao như mình lại rơi vào danh sách bị cắt giảm. Lúc ấy cô mới phát hiện rằng đối mặt với lớp thế hệ trẻ, thể lực và trí lực của mình thôi chưa đủ, mà kinh nghiệm tích lũy mới là cốt lõi. Mặc dù đã tốt nghiệp xong 8 năm, nhưng cô ấy vẫn không tiến bộ nhiều hơn là mấy so với khi mới tốt nghiệp. Trong khi đó thế hệ trẻ ngày càng có rất nhiều nhân tài mới nổi lên. Do đó cô cũng gặp phải không ít những thử thách và trắc trở khi cạnh tranh cùng họ. Kỳ thực, đời người giống như chèo thuyền ngược dòng. Không tiến lên, ắt sẽ thụt lùi. Trong thế giới của những người tài giỏi và xuất sắc, bạn phải không ngừng nâng cao giá trị của chính mình. Sự ấm áp khi cuộn tròn trong chăn không bằng sự hạnh phúc của những thành tựu trong tương lai. Trong những trang sách luôn có điều mà bạn có thể học. Tham muốn sự an nhàn sẽ chỉ khiến bản thân trở nên rỉ sét. Nhiều người thường than vãn về khủng hoảng trung niên đến bất ngờ. Trên thực tế, nó không phải lập tức ập đến ngày một, ngày hai. Bạn đã có vô số cơ hội để truy rèn bản thân, tránh khỏi khủng hoảng không cần thiết. Nhưng có lẽ chính vì bạn chọn an nhàn mới dẫn đến kết cục như vậy. Người sống hết mình
không muốn sự nhàn rỗi. Nhà văn nổi tiếng Thẩm Tòng Văn từng nói: cả đời tôi sợ nhất là nhàn rỗi, đánh mất ý nghĩa sinh mệnh mình. Học sinh của ông Uông Tần Kỳ từng miêu tả về ông như sau: mùa đông trong nhà không nhóm được lửa, thầy liền quấn chăn để tiếp tục viết. Trong những năm cuối đời, Thẩm Tòng Văn cũng không muốn dành thời gian nghỉ ngơi, nên đã tham khảo lượng lớn tài liệu để biên soạn cuốn Nghiên cứu về trang phục Trung Quốc cổ đại. Ông ấy viết khi người khác hưởng thụ, ông ấy vẫn viết khi ai đó chất vấn hay chỉ trích ông. Hãy để sự bận rộn trở thành trạng thái bình thường của cuộc sống, là hiện thực mà đời người cần trải qua. Người nhàn rỗi thì nhiều buồn bã, người lười biếng thì nhiều bệnh tật. Bận rộn không phải là chuyện xấu như mọi người vẫn nói, mà là phúc lành từ trời cao. Nhưng ông Lý Thiệu Lỗ, dù đã 91 tuổi nhưng vẫn rất khỏe mạnh, có thể leo 10 tầng cầu thang mà không mệt. Bí quyết dưỡng sinh của ông chính là không để mình rảnh rỗi. Sáng nào ông cũng dậy từ 7 giờ, tập thể dục 1 tiếng, ăn sáng xong lại đi tản bộ. 9 giờ hơn, ông về đọc báo, xem sách. Buổi chiều ông nghe nhạc, tập thư pháp và tiếp tục rèn luyện 1 giờ. Ngoài ra, ông còn dành thời gian giúp vợ việc nhà. Có câu: người rảnh rỗi hay ưu sầu, người lười biếng nhiều bệnh tật, người bận rộn lắm niềm vui. Thực sự là như vậy. Khi một người nhàn rỗi, tinh thần và thể chất của người đó sẽ bị dày vò. Rảnh rỗi dễ suy nghĩ linh tinh, mà lười biếng cũng khiến thân thể uể oải, sức khỏe ngày càng rời xa chúng ta. Ngược lại, bận rộn lại là một liều thuốc quý trên thế gian. Từ trước tới nay, bận rộn luôn là khởi đầu cho một cuộc sống năng động. Cuộc sống quá nhàn rỗi thực sự là một thảm họa. Một người đàn ông ở Anh, từ một công nhân dọn rác nghèo, đã trở thành triệu phú sau một đêm nhờ trúng số độc đắc. Anh ta bỏ việc, vung tiền mua xe sang và bắt đầu lao vào cuộc sống ăn chơi trác tán với ma túy, mại dâm và cờ bạc. Chỉ trong vòng 7 năm, anh đã mất 9,7 triệu bảng Anh và lại trở thành kẻ bần cùng, nghèo rớt mồng tơi. Cả vợ và con gái đều bỏ anh ta mà đi. Vật chất có thể thỏa mãn dục vọng nhất thời của con người, nhưng đắm chìm trong sự buông thả khiến người ta khó cảm nhận được hạnh phúc chân thực của nội tâm. Rảnh rỗi có thể mang lại niềm vui tạm thời, nhưng liên tục nhàn rỗi sẽ khiến người ta nhàm chán, thậm chí là thui chột ý chí, kéo rời bạn khỏi những mục tiêu tốt đẹp mà bạn từng đặt ra. Bận rộn có thể rất mệt mỏi, thậm chí bạn phải chia nhỏ khoảng thời gian trong ngày, nhưng nó có thể đem lại cho bạn rất nhiều thu hoạch, từ kinh nghiệm sống, tài sản, kiến thức, cho đến sự hạnh phúc trong nội tâm. Trong mấy chục năm cuộc đời, chúng ta nên để lại điều gì đó cho thế giới này. Đừng coi sự nhàn rỗi như một món quà trời ban. Những thứ khiến bạn thích thú, vui sướng một ngày nào đó, nó có thể sẽ hủy hoại bạn. Tất nhiên, quá bận rộn hoặc quá nhàn rỗi đều không nên. Trong Thái Căn Đàm có câu: đời người nhàn rỗi chớ sinh ý nghĩ trộm cướp, quá bận rộn thì đánh mất bản tính chân chính. Trong bận có rảnh, trong rảnh có bận, có việc để làm, có người để yêu thương, có chốn mong đợi. Đó mới là trạng thái trọn vẹn nhất của cuộc đời. Khi bạn bắt đầu biết cách trân trọng, tận dụng thời gian và sắp xếp cuộc sống hợp lý, là bạn đang kéo dài tuổi thọ,
mở rộng giá trị cuộc sống. Cái gọi là sống hết mình, đó chính là chúng ta không buông xuôi mọi giai đoạn của cuộc đời. Cảm ơn quý vị đã ghé thăm và lắng nghe chương trình. Đừng quên chia sẻ cảm nhận của quý vị ở bên dưới để giúp chúng tôi thực hiện chương trình tốt hơn. Mến chúc quý vị một buổi tối bình an và ngon giấc. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lắng Động Đêm Về, phát sóng vào 21 giờ mỗi tối.